70 năm này chúng ta sẽ làm một cái thao tác nhỏ nhỏ, đó là thay đổi cái theme. Thì trong các bài trước thì chúng ta có cái ứng dụng này, Random Words. Thì bài này chúng ta sẽ cho phép thay đổi cái theme. Bây giờ hiện tại mặc định nó là theme màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi. Thì để thay đổi nó thì chúng ta sẽ chỉ cần sửa một chút ở cái phần Material App. Tức là sửa cho toàn app luôn. Chúng ta sửa app. Chúng ta chỉ cần là có nó trong cái Material App này thì nó có hỗ trợ chúng ta một cái thuộc tính là thuộc tính theme. Đó. Thuộc tính theme này thì chúng ta sẽ có một cái Regex theme theme data. Một cái theme data. Cái theme data này thì chúng ta sẽ có một thuộc tính là primary color. Đó. Thì đây chúng ta sẽ có thể theo cái color bất kỳ. Ví dụ như là red. Đó. Chúng ta sẽ cancel save. Nó sẽ trigger cái phần reload. Nếu không reload thì các bạn sẽ click vào nút chạy lại thì nó sẽ chạy lại thôi. Hoặc ở đây nó sẽ có một cái nút trigger reload. Đó, chúng ta chuyển sang cái theme red. Đó thì cái này chúng ta có thể đổi sang bất cứ cái màu nào mà chúng ta muốn theo cái ý thích của chúng ta. À, theo ví dụ theo một cái trong thực tế thì nó sẽ theo cái logo hay màu chủ đạo của cái đơn vị của chúng ta. Đó. Thì có thể là sang màu blue hoặc màu black thì chúng ta chỉ cần thuộc tính theme thôi. Ngoài cái thuộc tính này ra thì chúng ta có thể tham khảo các cái thuộc tính khác nhau của thằng theme data class. Cái này thì nó thuộc cái API của Flutter Material. Thì thằng này nó có hỗ trợ tất tất cả các thứ. Ví dụ như là accent color, cái color của các widgets khác nhau. App 3 theme, theme cho app 3. Đó, background rồi là các cái theme cho chế độ dark light, tức là chế độ sáng tối, cái button theme này, card, dialog, divider là các cái thanh đường ngang để chia các cái item ở trong list, view, tất cả các mọi thứ. Thì các bạn có thể tham khảo các cái thuộc tính ở đây, nó có rất nhiều thứ của cái theme data này.